Gần đây thì cái dịch chân tay miệng đang có dấu hiệu gia tăng và có rất nhiều trẻ phải điều trị tại viện do cái dịch chân tay miệng như này. Và chân tay miệng thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, đến việc ăn uống ngủ nghỉ của trẻ. Tuy nhiên đây là một cái biến chứng nguy hiểm nhất do cái bệnh chân tay miệng nó gây ra, đó là gì ạ? Viêm màng não và viêm não, và nó để lại những hậu quả rất nặng nề và có thể dẫn đến tử vong. Và video này bà sẽ chỉ ra những cái sai lầm của các bạn khi mà các bạn chăm con mình bị chân tay miệng. Bác muốn chia sẻ với bạn là gì? Chân tay miệng nó là một bệnh do virus. Cái này là các bạn phải nắm lòng nhá. Đấy. Mà có hai con virus chủ yếu ấy, đó là con gì Enterovirus 71, người ta gọi là EV71. Đây là cái con mà nó gây ra biến chứng nguy hiểm ở cái thời điểm năm nay, tức là khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2023 này. Đấy, thì cái biến chứng nguy hiểm ấy nó chủ yếu do bọn này. Còn con virus A16 thì cái loại này nó ít biến chứng hơn. Nó do virus, thì do virus cho nên chúng ta mắc những sai lầm. Ta nghĩ rằng nó hiệu quả, nghĩ rằng nó khỏi, không phải như vậy. Cái sai lầm thứ nhất ấy là chúng ta dùng kháng sinh. Mỗi lần con nó bị chân tay miệng thì nó sốt, nó ho, nó chảy mũi, nó bỏ ăn, miệng nó đau. Thì mình cứ nghĩ rằng là mình uống kháng sinh để cho nó phòng xuống phế quản, xuống phổi, để cho nó nhẹ hơn, để nhanh khỏi hơn. Mà chúng ta không biết rằng uống kháng sinh nó không có bất kỳ một cái tác dụng nào đối với hai con virus này cả. Tại vì nó là virus nên kháng sinh nó không tác dụng, đúng không? Đấy, nhớ rằng đây là một bệnh do virus đường ruột, được chưa? Đấy, nó lây nhiễm qua giọt bắn, nó lây nhiễm qua tiếp xúc, đúng không? Đấy, nó lây nhiễm qua một cái vết phỏng da nó có trên bàn bàn lòng bàn tay bàn chân, nó bám vào tay cửa, bám vào đồ chơi, rồi bám vào cầu thang. Trẻ nó lây liền, đi học mẫu giáo nó lây thôi nhá. Nhưng mà lưu ý là kháng sinh không hề có tác dụng trong cái điều trị này cả, nó vô nghĩa. Nhưng khi mà kháng sinh này rối loạn hệ vi sinh đường ruột, bé sao ăn uống không có được, thế sao ạ? Đề kháng nó giảm thì nó làm cho quá trình bị nhiễm virus, bị chân tay miệng này nó nặng hơn, nó khó điều trị hơn. Chưa kể rằng mình uống kháng sinh như vậy nó còn tạo ra những cái con vi khuẩn kháng thuốc, để lần tới nữa mà chẳng may con mình bị bội nhiễm thì nó rất là khó điều trị. Thứ hai là chúng ta dùng các cái thuốc kháng virus là acyclovir bôi ở những cái nốt phỏng, bôi vào cái nốt phỏng ở trên tay trên chân ấy, nó không hề có tác dụng. Tại vì khi mà bé bị chân tay miệng thì nó là bị nhiễm virus toàn thân. Cho cái việc bôi như vậy nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, nó bị dị ứng, nó bị ngứa vân vân. Nó không hề có tác dụng khi chúng ta bôi thuốc kháng virus vào các cái nốt phỏng ở miệng, ở lưỡi hay ở chân tay của bé nhá. Việc này nó chỉ gây ra vấn đề dị ứng, ngứa ngáy, khó chịu mà thôi, nó không có tác dụng gì hết. Đây là sai lầm thứ hai. Sai lầm thứ ba là chúng ta dùng các cái thuốc giảm đau. Khi mà bé nó nổi những cái nốt phỏng trong miệng, trong lưỡi này, nó ăn không có được, nó khóc, thì mình lại bôi, mua những cái thuốc mỡ bôi. Mà trong thuốc mỡ đó thì nó có các thành phần mà bác đã nghiên cứu như này, nó có cái như là benzocaine, đúng không, lidocaine hay là tetracaine. Đây là các thuốc gây tê tại chỗ, nó sẽ ức chế quá trình khử cực màng tế bào, tức là nó không cho cái kênh ion đi vào. Cái này hơi khó, tôi không cần hiểu, miễn là diện nó gây tê tại chỗ. Như vậy bôi thế này nó không có bất kỳ một cái lợi lộc nào cả. Thứ tư đó là các bạn bôi các cái thuốc sát khuẩn khi mà các cái nốt phỏng ở tay, ở chân, ở miệng, ở mông nó chưa vỡ ra. Đấy, tức là nó chưa vỡ ra thì nó sẽ còn cái lớp màng ở đấy. Có khi mình bôi vào cái tay người lớn mình ấy, nó giáp bôi vào nó vỡ bùng luôn. Nó vỡ ra thì sao ạ? Thứ nhất là nó bé nó đau. Thứ hai là vi khuẩn nó dễ xâm nhập, nó gây bội nhiễm. Thì chúng ta chỉ bôi khi nào? Bôi khi mà nó bị vỡ ra rồi chúng ta mới bôi. Còn chưa vỡ thì kệ nó, đừng có tác động gì vào nó cả. Nhớ chưa? Đấy là cái sai lầm thứ tư, là chúng ta lạm dụng các cái thuốc sát khuẩn bôi vào cái vết loét nó chưa vỡ, cái lớp phỏng ở chân tay miệng, ở mông, ở chân nó chưa vỡ. Đấy, nhớ nhé, đây là sai lầm mà thường gặp đấy. Thứ năm đó là dùng các cái corticoid, đúng không, bôi để chống viêm. Khi chúng ta bôi như vậy thì cái da của bé có vẻ nó sẽ không còn mẩn đỏ, hoặc là nó sẽ không còn sần sùi. Tại vì cái phản ứng viêm, bạn phải nhớ này, corticoid nó chống viêm bằng cách ức chế các cái tế bào miễn dịch. Khi mà cái nốt phỏng phỏng lên thì vi khuẩn xâm nhập vào, đúng không, thì cái da ở đó bị tổn thương.
Khi đó các cái đại thực bào, các cái bạch cầu trung tính, tức là các cái tế bào miễn dịch tự nhiên, nó đến để nó ăn các con vi khuẩn, nó ăn các cái tế bào chết để nó làm sạch cái khu vực bị viêm như vậy. Vậy nó có lợi không? Có lợi, viêm là một phần có lợi. Viêm tức là tế bào miễn dịch nó đang tiêu diệt vi khuẩn và virus. Thế bây giờ mình boycott đi ít vào, mình ức chế nó, mình không cho nó chống viêm, thì nó có hại không lợi ạ? Có hại đúng không? Còn chúng ta tự ý ra ngoài hiệu thuốc, đúng không? Mua các cái thuốc xanh đỏ tím vàng để chống viêm cho con mình, đó là một sai lầm cực lớn. Cho nên là corticoid nó vô cùng không tốt đối với trẻ em. Thứ sáu đó là dùng các cái thuốc đông y gia truyền vân vân mây mây, đúng không? Nó chưa có bất kỳ một loại nghiên cứu nào các thuốc đó để hỗ trợ điều trị cả, vì nó do virus. Cách duy nhất đó là sức đề kháng của bé nó mới tiêu diệt được virus, không có gì tiêu diệt được virus ngoài sức đề kháng cả. Đây là 6 cái sai lầm mà các bạn thường gặp phải. Nếu như bé sốt thì chúng ta phải dùng hạ sốt cho bé, được chưa? Sốt trên 38 độ 5 kèm theo mệt mỏi, kèm theo khó chịu, đau đầu, buốt đầu, rồi quẫy khóc vân vân. Và liều hạ sốt là từ 10 cho đến 15mg paracetamol trên một lần uống. Cái điều này các bạn hết sức lưu ý nhé. Thứ hai đó là chúng ta phải cho trẻ đi khám mỗi ngày. Ngày nào cũng phải đi khám, tại vì con EV71 ấy, nó là con mà gây ra cái biến chứng nặng thần kinh. Thế ngày nào mình đi khám vào buổi chiều để mình biết xem là nó có dấu hiệu bội nhiễm hay không để xử lý kịp thời. Đấy là thứ hai. Được. Cái thứ ba là cho ăn những cái đồ ăn nhẹ. Nhẹ đây gì ạ? À, ăn đồ loãng như là súp, như là cháo, đừng ăn đồ nóng quá. Vì nó đau, nó sợ, đúng không? Đừng đồ cay. Nhớ, ăn cháo loãng, được chưa? Hoặc là ăn đồ súp, nó dễ tiêu hóa để nó tăng cường miễn dịch. Thì dùng D3 và vitamin tổng hợp và kẽm để giúp tăng cường sức đề kháng cho bé. Đấy là cách chăm sóc. Mình vệ sinh sạch sẽ cái môi trường sống, cái chăn màn, cái cầu thang, cái te nắm cửa, cái gì mở phòng ra cho nó lưu thông không khí để giúp cho nó sạch sẽ, bé nhanh khỏi hơn. Thì đấy là cách xử lý đúng, được chưa? Phần nào đó chưa rõ có thể comment ở đây, bác sẽ trả lời các bạn. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Đạt. Trên kênh có khoảng trên 1.000 video. Đó là các phác đồ, các hướng dẫn để giúp bé ăn ngon hơn, ngủ kỹ hơn, tăng cân tốt hơn và mẹ nhàn và tiết kiệm rất là nhiều tiền khi mà chăm con. Rồi, xin chào các bạn. Nhớ subscribe kênh nhé.